Vào ngày 19 tháng 4, quản lý của Moonbin phát hiện thân tượng đã qua đời tại nhà riêng của anh ở Gangnam-gu, Seoul và đã gọi cho cảnh sát. Cảnh sát cho rằng Moonbin đã tự tử và hiện đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân chính xác. Hiện nơi lễ táng của Moonbin được sắp đặt tại nhà tang lễ của bệnh viện Asan ở Seoul. Moonbin vừa mới trở lại với nhóm nhỏ của Astro cùng với Sanha, khiến cho tin tức về cái chết của anh gây ra sự chấn động lớn. Fantazo, công ty quản lý của Moonbin, vẫn chưa có bình luận chính thức về báo cáo trên. Xin chào, trước hết chúng tôi xin gửi lời xin lỗi vì một tin buồn và đau lòng. Ngày 19 tháng 4, thành viên Moonbin của Astro đột ngột rời bỏ chúng ta để trở thành một ngôi sao trên bầu trời. Mặc dù chúng tôi không thể so sánh nỗi buồn của chúng tôi với nỗi đau mà các gia đình tang quyến đang cảm thấy khi mất đi người con trai và người anh trai yêu quý, nhưng các thành viên Atro, các nghệ sĩ Fantazo, đồng nghiệp, giám đốc điều hành công ty và nhân viên đang thương tiếc người quá cố trong nỗi buồn và sự sốc lớn cảnh đau lòng hơn khi phải thông báo tin tức này một cách đột ngột đến những người hâm mộ đã ủng hộ Moonbin và gửi đến anh tình yêu của họ chúng tôi rất đau lòng vì biết được tình cảm của người đã khuất người luôn yêu thương và nghĩ đến người hâm mộ của mình hơn bất kỳ ai khác chúng tôi chân thành yêu cầu các bạn hạn chế đưa tin mang tính suy đoán và ác ý để gia đình tang quyến đang vô cùng đau buồn trước tin tức đột ngột này có thể bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất theo nguyện vọng của gia đình, tang quyến tang lễ sẽ được tổ chức một cách lặng lẽ nhất có thể với sự góp mặt của những người nhà và đồng nghiệp công ty. Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người đã khuất trước trong báo mới nhất của công ty. Moonbin sinh năm 1998 là nam ca sĩ diễn viên và vũ công người Hàn Quốc. Anh được biết đến với vẻ ngoài đẹp trai, tài năng vũ đạo và khả năng diễn xuất xuất sắc. Anh đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình và chương trình giải trí, đồng thời cũng là một trong những vũ công hàng đầu của K-pop. Moonbin đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ và là một trong những nam thần tượng được yêu thích nhất của K-pop. Sau khi biết tin Moonbin qua đời thì các thành viên của Astro đã lập tức hoãn các hoạt động riêng của họ. Theo nguồn tin của Ten Asia, thành viên Cha eun của Astro đã lập tức trở về Hàn Quốc sau khi biết tin giữ về Moonbin vào dạng sáng nay. Năm thần tượng dự kiến sẽ nhập cảnh vào lúc 5 giờ 50 chiều theo giờ Hàn Quốc. Trước đó thì Cha eun đến Mỹ để tham dự lễ hội âm nhạc Coachella và tiệc hậu đêm nhạc của nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink. Ngoài ra thì trưởng nhóm Jinjin Jin và Sanha được biết là túc trực bên linh cữu của Moonbin suốt đêm qua. MJ hiện đang trong quân đội cũng đã xin nghỉ phép khẩn cấp để về chuẩn bị tang lễ cho đồng đội. Trước sự ra đi của Moonbin, khán giả không khỏi cảm thấy xót thương, tiếc nuối vì giờ đã mất đi một nam thần tượng đầy tài năng, tỏa sáng, rực rỡ, không chỉ trong ca hát mà còn nổi trội trong từng vai diễn anh đã đóng. Hiện tại, những hình ảnh từ hồi nhỏ của Moonbin cho đến hiện tại đều được mọi người tìm kiếm như muốn lưu giữ lâu hơn hình ảnh của một chàng trai thanh xuân rực rỡ, tươi sáng. Moon Bin sinh năm 1998 trước khi debut với vai trò là idol trong nhóm nhạc thần tượng Astro. Anh đã sở hữu hàng loạt vai diễn đình đám từ khi mới 11 tuổi. Nổi bật nhất trong số đó có thể kể đến vai diễn đầu đời của anh trong bộ phim Vườn Sa Băng gây treo đảo một thời. Trong bộ phim đó thì Moon Bin thủ vai chàng gốm lúc nhỏ. Đó cũng chính là nhân vật mà Kim Bum đóng lúc trưởng thành. Hình ảnh một cậu bé với gương mặt ngây thơ, đôi mắt trong veo cùng nét diễn khi sợ hãi của Moon Bin đã để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả. Sau vai diễn thành công đó, Moonbin có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhiều hơn. Vai diễn nổi bật nhất của anh có thể kể tới là Moment at Etienne", một dự án phim về đề tài học đường. Không chỉ thành công trong mảng diễn xuất dưới vai trò ca sĩ, Moonbin cũng có rất nhiều người yêu mến giọng hát của anh sở hữu một lượng fan nhất định. Thế nhưng giờ đây chúng ta sẽ không còn thấy hình ảnh một chàng trai năng động, tràn đầy sức sống trên các sân khấu nữa. Moonbin đã rời xa thế giới này, đi đến một vùng đất mới, để lại bao nỗi tiếc thương cho người hâm mộ. Hiện thông tin qua đời đột ngột của anh vẫn đang được làm rõ. Trước khi sự việc đau lòng xảy ra thì ngày 11 tháng 4, Moonbin đã cập nhật những dòng nhắn nhủ cuối cùng trên tài khoản mạng xã hội của Astro. Anh viết, Aroha à, đây là hạt hoa bồ công anh đó. Hạt hoa bồ công anh à, hãy cưỡi gió và bay đi thật xa nhé. Gửi tới những người mình yêu thương. Mùa xuân đến rồi, chạm vào mình thật nhẹ nhàng thôi nhé. Hoa bồ công anh vốn được biết đến là loài hoa tượng trưng cho sự tự do, nhưng cũng đồng thời là lời chia tay tạm biệt. Có lẽ Moonbin đã chuẩn bị cho sự ra đi xa thật xa này và muốn gửi những lời yêu thương cuối tới người hâm mộ của mình. Sự ra đi của Moonbin là nỗi tiếc thương vô hạn với người hâm mộ, hy vọng rằng ở một thế giới khác chàng trai ấy sẽ luôn được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video vừa rồi. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.